Chào anh em mến kênh Bonsai. Đây hiện đang giới thiệu với anh em mấy cây xin giống anh em cần alo ha. Từ giống mà vừa tạo tác phẩm luôn. Xin cánh tròn này, đọt xanh rất đẹp ha. Thì anh em cần alo và số điện thoại Zalo 0932411987 với anh em. Cực kỳ duyên luôn. Có mấy cây lớn con cá luôn. Xin đọt xanh rất đẹp nha quý anh em. Những cái đọt xanh của nó này. Quay lấy nét không được, không đẹp. Rất đẹp nha. Rồi xanh, siêu tục xanh anh em yêu cầu alo và số thoại Zalo 0932411987 với anh em. Kể đây tiền bày của nó 65 ạ. Nè, mấy cái lớn kèo 1m mấy, 1m 1. Mấy cái đây làm tay tán ok, đang có bông nè quý anh em. Xung đang có bông nè. Anh em yêu thích Zalo ha. Số điện thoại Zalo 0932411987 với anh em. Rất đẹp nha. Anh thích đọt đỏ thì có đọt đỏ, anh thích đọt xanh thì có đọt xanh nha. Rất là đẹp. Rất là nhiều nha. Đây là hoa nè. Cây này thì tính từ đây keo lên 1 mét. Mét mấy á. Đang cho hoa nha quý anh em. Ok quý anh em, bảo hành cho quý anh em dòng xiên đồ xanh chuẩn. Anh em yêu cầu alo ha. Số điện thoại Zalo 0932411987 quý anh em. Nói mấy chung với giống này khai mắt nha quý anh em.